Nhân danh Đảng Việt Nam, tôi xin kính chúc các bạn 2023 một năm mới nhiều hy vọng và nhiều chiến thắng. Tại vì 2023 là sẽ là một năm thử thách cho thế giới và cho cả người dân Việt Nam. Vì lịch sử cũng đã chứng minh là gì? Cộng sản, khủng bố đang trên đà sụp đổ. Và 2023 là thế giới tự do, dân chủ đang chiến thắng cộng sản. Các bạn nhìn thấy đó, con cháu cộng sản Việt Nam thì bây giờ đó, họ đang bỏ chạy qua Cali hết rồi. Ngay cả VinFast bây giờ cũng phải bỏ chạy qua Cali vì cộng sản Việt Nam đang rất là khát đô la. Mà không có đô la thì là cộng sản Việt Nam sụp đổ thôi. Cộng sản Trung Quốc thì bây giờ đang bị Covid làm tan nát cái kinh tế Trung Quốc. Cộng sản Putin thì xâm lược Ukraine đang bị tan rã. Vì bây giờ không có khả năng để mà tấn công, mà cộng sản Putin bây giờ chỉ muốn ngưng bắn để mà tái phối trí, để mà tái vũ trang, để mà chuẩn bị đánh tiếp. Nhưng mà Ukraine nó không có chấp nhận, tại vì nếu mà Ukraine mà chấp nhận ngưng bắn thì Ukraine sẽ là Việt Nam Cộng Hòa 2. Đó là những cái lý do mà tôi nói là 2023 là sẽ là một năm chiến thắng cho thế giới dân chủ tự do. Thì tôi cũng xin gọi là đại diện cho Đảng Việt Nam kính chúc tất cả các người dân Việt Nam một năm mới nhiều thắng lợi và nhiều hy vọng. Tôi cũng muốn nói rõ là cái đường lối chủ trương của Đảng Việt Nam rất là rõ ràng. Thứ nhất là nhân dân là tối cao, là trên hết. Và thứ hai là Tổ quốc Việt Nam. Và thứ ba là Đảng Việt Nam. Cái lý do mà tại sao mà Đảng Cộng sản Việt Nam đẻ ra tham nhũng là tại vì Đảng Cộng sản Việt Nam họ ngồi trên đầu dân Việt Nam. Họ không có tôn trọng người dân. Người dân nào mà tố cáo tham nhũng thì coi như bị đi tù. Giống như là mấy bữa nay tôi coi cái video thì tôi mới sững sờ khi mà tôi nhìn thấy cái người tù nhân gọi là tù nhân của thế kỷ là ông Nguyễn Hữu Cầu. Ông bị đi tù 37 năm cũng chỉ vì cái tội là ông tố cáo tham nhũng thôi. Mà ông bị đi tù 37 năm thì các bạn thấy rồi. Một cái người tù nhân của thế kỷ mà bị Cộng sản Việt Nam họ bỏ tù 37 năm cũng chỉ vì cái tội này, họ đâu có, ông đâu có tội đâu. Ông chỉ là thực thi cái quyền làm người Việt Nam. Thì là người Việt Nam thì nhân dân Việt Nam phải là tối cao. Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam là tối cao, cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam đi bỏ tù những người dân gọi là yêu nước, tố cáo Cộng sản Việt Nam tham nhũng. Đó các bạn thấy không? Cho nên tôi làm cái video này là để tôi đánh thức tất cả những cái bạn Việt Nam nào đó mà đang tin vào Cộng sản. Thì đó, hãy tin vào Đảng Việt Nam, hãy ủng hộ Đảng Việt Nam. Vì Đảng Việt Nam có ba cái chủ trương. Thứ nhất là nhân dân là tối cao. Thứ hai là Tổ quốc. Và thứ ba là Đảng Việt Nam. Nhân dân là tối cao thì nhân dân tố cáo tham nhũng thì sẽ không còn tham nhũng nữa. Còn nếu mà còn Đảng Cộng sản Việt Nam thì Đảng Cộng sản ngồi trên đầu dân và Đảng Cộng sản Việt Nam đẻ ra tham nhũng. Thì tham nhũng càng ngày nó càng nhiều, không thể nào mà để giết hết tham nhũng. Mà tham nhũng thì nó sẽ ăn, nó phá nát cái đất nước Việt Nam. Và nó sẽ làm cho gọi là mất nước Việt Nam. Thì thật sự là Việt Nam ngày hôm nay là đã bị Cộng sản Trung Quốc kiểm soát rồi. Đảng Cộng sản Việt Nam phải đi theo chỉ đạo của Cộng sản Trung Quốc rồi. Và đó, năm 23 này đó thì Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Putin đó là phải cúi đầu gọi Cộng sản Trung Quốc là cha đẻ và phải tuân theo Cộng sản Trung Quốc.
Đó là những cái gì mà tôi muốn gửi một cái thông điệp cho 2023. Và bây giờ thì tôi cũng xin gọi là chúc các bạn a happy new year, happy new year, happy new year. Amen. Bye.